Sáng ngày 13 tháng 5, đồng chí Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, chủ trì buổi làm việc của Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang với xã Đức Liên về kế hoạch tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022. Dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Thiểu Quang, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Lê Thanh Yên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Phạm Mạnh Hoàng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, các phòng ngành cấp huyện. Đức Liên là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018, tuy nhiên đánh giá theo bộ tiêu chí mới xã nông thôn mới nâng cao, Đức Liên mới đạt 7 trên 19 tiêu chí, gồm điện, văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại, nhà ở dân cư, hành chính công, tiếp cận pháp luật, an ninh trật tự, có 12 tiêu chí chưa đạt gồm quy hoạch, giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, giáo dục, thông tin và truyền thông, thu nhập, lao động, y tế, môi trường, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông nghiệp. Tại buổi làm việc, xã Đức Liên đề nghị huyện có dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước, tuyến đường vào khu Nghĩa Trang, tại thôn Hội Trung, đường vào đập cây trâm, đường nạp hói, đường vào và nâng cấp đập khe nải, đầu tư xây dựng trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2, đầu tư mua sắm cơ sở vật chất văn hóa ở nhà văn hóa thôn Đồn Thượng và Liên Hòa. Tại buổi làm việc, các phòng ban ngành cấp huyện cũng đã chỉ ra những tồn tại và những mặt còn chưa được tại xã Đức Liên. Đồng thời tham mưu và chỉ ra các nội dung công việc để địa phương tập trung thực hiện trong thời gian tới, nhằm đưa xã hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đúng thời gian quy định. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, chia sẻ về những khó khăn của xã Đức Liên, đồng chí mong muốn trong thời gian tới đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn cần quyết liệt hơn, nỗ lực hơn, tập trung phát huy nội lực trong dân để tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đúng lộ trình phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí bùi khắc bằng chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yêu cầu xã đức liên tập trung triển khai thực hiện các nội dung công việc mà các phòng ngành đã chỉ ra xây dựng kế hoạch cụ thể hàng ngày hàng tuần bám nắm cơ sở để triển khai thực hiện cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tập trung phát triển kinh tế nhất là phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt hơn nữa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ đảng viên, bám sát cơ sở địa bàn, hộ dân cư được phân công chỉ đạo và hỗ trợ hướng dẫn đôn đốc triển khai thực hiện chất lượng hiệu quả. Riêng hai thôn Liên Hòa, Liên Châu cần nỗ lực cố gắng và quyết liệt trong công tác tuyên truyền vận động và tạo sự đồng thuận trong nhân dân để cùng chung tay xây dựng khu dân cư đạt chuẩn. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện giao cho các phòng ngành tùy theo chức năng nhiệm vụ bám sát giúp xã, giúp thôn tháo gỡ khó khăn. Lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên của huyện cần huy động ngày công nhân lực, ra quân hỗ trợ nhân dân thực hiện các phần việc như phát rẽ hành lang giao thông, làm đường cứng bê tông, xây dựng hệ thống đường điện thắp sáng làng quê, cải tạo xóa bỏ vườn tạp, di rời các công trình phụ trợ, góp phần giúp xã Đức Liên đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đúng lộ trình.